một phát wifi giá cực rẻ chỉ dưới một củ, phù hợp cho anh em học sinh sinh viên cũng như là xe ôm công nghệ. Trang bị ngay, cùng mình trải nghiệm xem bộ này có cái gì đáng để anh em sở hữu anh em ha. Với thiết kế bên ngoài màu Q531 của chúng ta trang bị một màu đen ha, với mặt trên đó là đen nhám, kèm theo đó mặt trước có chữ 4G, đèn hiển thị sóng nè, cũng như là sóng wifi và pin hiển thị thời lượng pin. Nếu anh em gần hết pin thì nó sẽ nhấp nháy chuyển sang màu đỏ ha. Và một nút bấm này anh em có thể đè giữ thao tác mở nguồn cũng như là check xem đèn thông báo tín hiệu nè. Mặt đáy sản phẩm là cổng sạc micro, chuẩn micro đây, anh em có thể thấy khá là nhỏ gọn luôn, mình cầm rất là nhỏ gọn luôn đó. Mình thấy trọng lượng của nó chỉ bằng một cái smart key của chìa khóa xe mình, nó khá là nhỏ gọn luôn, bỏ túi là mang di chuyển cực kỳ là tiện lợi, nhỏ gọn luôn, phù hợp cho anh em sinh viên cũng như là các anh xem công nghệ mà ra ngoài nè sử dụng di chuyển nhiều, cũng rất là ok. Đây mình sẽ mở thử mặt lưng của sản phẩm cho anh em xem ha. Đó, viên pin nó màu đen bóng luôn. Với viên pin 2100mAh mình ra ngoài sử dụng thì thời lượng pin mình sử dụng thì liên tục á thì đâu đó loanh quanh tầm 4 đến 5 tiếng, 5 giờ liên tục ha. Mình thấy cũng khá là ok rồi. Mình có thể mang em nó ra ngoài sử dụng trong một buổi deadline nè, cũng cực là ok ha. Hoặc là ra ngoài di chuyển mà cần mạng để nghe nhạc nè, hoặc là xem thông tin, check mail, check công việc, rất là ok. Ở dưới viên pin đó thì có một chữ R, anh em nhìn kỹ nó sẽ là một dấu chấm này. Nếu mà anh em đè giữ vài giây á thì nó sẽ reset lại mặc định ban đầu ha. Bên trong sản phẩm chúng ta có tên cũng như là password wifi nè, cũng như là IP để đăng nhập vào trang quản trị nè, cũng như là password đăng nhập trang IP đó, kèm theo đó là một cái khe để cắm sim. Sim là sim khung to nhất anh em ha. Đó, anh em nhớ là chụp lại ảnh của cái wifi và cái wifi key này ha, cái mật khẩu này, tại vì lúc mình lắp vô á thì nó sẽ bị nó che lại, anh em sẽ không biết đâu là tên với lại password wifi để anh em đăng nhập ha. Đó là một cái mẹo khi mà sử dụng màu Q531 này. Tốc độ 4G LTE download lên đến 150 Mbps, upload 50 Mbps, giúp bạn tha hồ chơi game trực tuyến, xem video HD và tải xuống cực nhanh mà không lo bị lắc, hỗ trợ 10 thiết bị kết nối internet cùng một lúc. Ok, và mình đang thực hiện test sản phẩm của chúng ta màu Q531 cùng với lại sim Viettel của mình đang thực hiện test tại công viên gia đình tại Gò Vấp ha. Ở sóng sảnh cũng khá là ok. Với màu Q531 cho ra kết quả download là 23.0 Mbps, upload là 27.1 Mbps. Ok, và đó là phần trải nghiệm thực tế của mình với sản phẩm màu Q531. Với những trải nghiệm trên, mình thấy sản phẩm này khá là ok trong tầm giá mà dưới 1 triệu, với thời lượng pin sử dụng trung bình được 4 đến 5 tiếng hơn, mà chất lượng sử dụng wifi của nó cũng khá là ok ha. Mức sử dụng mạng thì khá là ổn định đó. Mình cảm thấy sản phẩm mà tầm giá dưới 1 triệu này phù hợp cho anh em sinh viên nè, học sinh cũng như là các bác xem công nghệ nè, hoặc là mình dùng văn phòng với cái tác vụ cơ bản thôi, có thể trang bị ngay em nó màu Q531 ha. Anh em có cảm nghĩ như thế nào hãy để lại phần comment, muốn mình làm sản phẩm nào tiếp theo hãy bình luận cho mình biết anh em ha. Và mình có để sản phẩm cũng như là link web bên mình ở phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã đến xem clip.